Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đánh úp nhanh như tia chớp, vượng Vin đỡ sao nổi. Ngành ô tô điện vẫn còn đang phát triển rất chậm chạp bởi người dùng ô tô xăng còn chưa sẵn sàng chuyển đổi sang xe điện. Vấn đề lớn nhất là hạ tầng cung cấp năng lượng cho xe điện không thể bì được với hệ thống phân phối xăng dầu. Hơn nữa, xe điện đã qua sử dụng bán lại rất mất giá. Nguyên nhân là do pin bị lão hóa, nếu thay pin mới thì rất tốn kém. Nói chung, xe điện không lý tưởng như xe xăng. Không ít người thử dùng một đời xe điện thì lại quay trở về dùng xe xăng. Tại Việt Nam, vấn đề là nếu dùng xe điện đi đường xa thì làm sao để sạc điện đây? Khi sạc, phải tìm đến trạm sạc đúng tiêu chuẩn, rất bất tiện. Ở những vùng xa thì không có trạm, trong khi đó nếu đi xe xăng không phải vất vả như thế. Đó là một trong những nguyên nhân khiến xe điện không thể phổ cập nhanh cho được. VinFast muốn đón đầu xu hướng của thời đại, nhưng xem ra sự phán đoán ấy không chuẩn. Người Việt Nam vẫn ưu tiên mua xe xăng, người dùng xe điện chỉ là muốn trải nghiệm mới mà thôi. Thường những người mua xe điện là trong nhà đã có xe xăng, theo tìm hiểu của nhiều người được biết như vậy. Ô tô điện Trung Quốc vừa rẻ lại vừa tiện. Xe điện đang bị ba lực cản lớn làm cho nó chưa thể phát triển nhanh, đó là hạ tầng cung cấp năng lượng, giá thành và mức độ giữ giá sau khi bán. Nếu phá bỏ được những cản lực này thì lúc đó xe điện mới có thể cạnh tranh ngang ngửa với xe xăng. Còn bây giờ thì chưa. Các nhà sản xuất xe điện muốn thúc đẩy nhu cầu khách hàng cho loại xe này thì phải nghiên cứu phá bỏ ba cản lực này. Trạm sạc di động không tiện bằng trạm sạc điện gia đình. Nếu việc nạp năng lượng cho xe điện trở nên dễ dàng hơn, thì sẽ giúp cho người mua xe điện tiềm năng dễ dàng cân nhắc. Nắm bắt được khó khăn của khách hàng, hiện nay hãng TMT Motor của Trung Quốc đã chính thức ra mắt xe ô tô điện Vung Linh, sản phẩm khi mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam, có giá bán chỉ có 239 triệu đồng, có thể sạc ở mọi ổ điện dân dụng. Giá đã thấp mà còn tiện lợi, đây quả là cú đấm trời giáng vào thương hiệu VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Được biết, Vung Linh là sản phẩm được nghiên cứu phát triển bởi liên doanh của General Motors Mỹ, ra mắt từ tháng 7 năm 2020. Vung Linh lập tức tạo ra nên cơn sốt trên thị trường Trung Quốc, đồng thời trong 3 năm liền 2020, 2021 và 2022 trở thành mẫu ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới, theo số liệu của Jacto chia sẻ. Riêng năm 2022 vừa qua, Vung Linh tiếp tục cho thấy sức hút và tăng trưởng mạnh khi đạt ra lượng bán xe lên tới 554.000 chiếc xe, tăng 30% so với năm trước đó. Hiện nay hãng này chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, xem ra xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng lành ít giữ nhiều. Có vẻ như tung đòn yêu nước đã hết tác dụng bởi những tuyên truyền về thứ lòng yêu nước bị méo mó của đội ngũ dư luận viên đã bị cộng đồng mạng giải ảo. Ông Phạm Nhật Vượng cần đi vào vấn đề cốt lõi của một doanh nghiệp toàn cầu, đó là chất lượng, là cải tiến, là hậu mãi, là uy tín. Đã là doanh nghiệp toàn cầu thì phải đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển để mà giành lấy lợi thế cạnh tranh. Đi tìm trạm sạc khó khăn hơn tìm cây xăng rất nhiều. Lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực có tốc độ thay đổi nhanh như điện. Nếu công nghệ mà yếu thì rất khó có thể trụ vững trong thời đại này. Hồi đầu thế kỷ, tốc độ cải tiến ô tô rất chậm, nhưng từ khi có công nghệ điện tử thì tốc độ cải tiến càng nhanh hơn. Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đã xâm nhập vào ô tô công nghệ thì tốc độ cải tiến càng phải nhanh hơn nữa. Nếu không có sản phẩm mới được tung ra liên tục thì trước sau gì doanh nghiệp cũng phá sản. Sự cải tiến ô tô điện thành sản phẩm có thể cắm chung ổ điện sạc với điện thoại di động thì rõ ràng đây là một cải tiến mang tính đột phá. Nếu VinFast không bắt kịp thì e rằng họ vẫn mãi đốt tiền vì không thể mở rộng thị trường. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình tiếp với bản tin đánh úp nhanh như chớp, vượng Vin đỡ sao nổi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hai sợi dây thòng lọng Trung Quốc dành cho Việt Nam, Đảng Cộng sản không thể vùng vẫy. Trung Quốc chính là nền kinh tế lớn, tuy nhiên hàng hóa Trung Quốc thì từ thượng vàng đến hạ cám đều có cả. Hàng giá rẻ thì họ làm còn rẻ hơn Việt Nam, hàng chất lượng cao họ làm chất lượng hơn Việt Nam. Nếu nói Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu và các nền kinh tế lớn thường làm ra những mặt hàng chất lượng, thì Trung Quốc lại làm ra quá nhiều mặt hàng cạnh tranh với Việt Nam. Kết quả là nền kinh tế Việt Nam mất tự chủ. Từ năm 2022, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc là 117 tỷ đô la và xuất khẩu sang Trung Quốc rất khiêm tốn, chỉ có 57 tỷ đô la. Vậy, thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới 60 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Con số thâm hụt thương mại với Trung Quốc cứ tăng đều hàng năm. Trong khi đó, hàng năm tại Việt Nam đã thặng dư thương mại với Mỹ là 94,49 tỷ đô la Mỹ, tức là xuất sang Mỹ đến 109 tỷ đô la và nhập về từ Mỹ chỉ có 14,4 tỷ đô la. Nói chung, nền kinh tế Việt Nam đang kiếm tiền từ thị trường Mỹ để làm giàu cho thị trường Trung Quốc. Ông Phạm Minh Chính vẫn thích chạy theo con số đẹp hơn là chấn chỉnh nội lực về kinh tế. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thích những con số thống kê đẹp. Họ không quan tâm đến việc người Việt Nam được hưởng lợi bao nhiêu trong những con số ấy. Thực chất, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đi các nước trên thế giới hết 72% là của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Phần còn lại là của doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là gia công và sản xuất những sản phẩm chứa hàm lượng. Làm sao để vẫn làm ăn với Trung Quốc nhưng không để Trung Quốc giết chết ngành nông sản của Việt Nam và không để Trung Quốc mượn đường. Việc bắt tay với Trung Quốc là cần phải có và những ký kết mang lại công bằng cho hai bên, chứ không phải Việt Nam cứ nhượng bộ để Trung Quốc muốn làm gì thì làm với nền kinh tế của đất nước. Trong mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc, không khó để nhận ra sợi dây thòng lọng mà Trung Quốc đã đặt vào cổ Việt Nam. Có bao nhiêu năm làm ăn, Việt Nam quá phụ thuộc vào Trung Quốc cả nhập khẩu lẫn xuất khẩu. Chỉ cần Trung Quốc đóng cửa khẩu thương mại thì Việt Nam sẽ gục ngay tại chỗ. Chỉ cần Trung Quốc không xuất hàng cho Việt Nam thì nền kinh tế gia công vượt của Việt Nam cũng sẽ đói nguyên liệu. Loại bỏ tình trạng hàng Trung Quốc mượn đường quan trọng hơn là chạy theo số lượng. Ngoài sợi dây thòng lọng về kinh tế, Trung Quốc còn đặt lên cổ của Đảng Cộng sản Việt Nam một sợi dây thòng lọng về chính trị. Từ hội nghị Thành Đô cho đến nay, Hà Nội gần như không dám làm gì cháy với Bắc Kinh. Mỗi lần bắt tay với Mỹ thì lại phải sang tàu mà xoa dịu. Và tất nhiên Bắc Kinh quan sát thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không ăn ở hài lòng thì họ sẽ nương tay, nhưng thấy Việt Nam gần Mỹ quá mức thì họ sẽ siết cổ Đảng Cộng sản Việt Nam để cột Việt Nam vào quỹ đạo của họ. Với Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá chiều chuộng, trong khi đất nước cần được cởi trói cả về thể chế lẫn về thể chế chính trị mà phát triển. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản sẽ không bao giờ dám thay đổi. Những người ngồi trên cao của Đảng Cộng sản thì cứ mãi đi bằng đầu gối để bảo vệ Đảng, và đó chính là bi kịch của dân tộc. Dân tộc này dính hai thòng lọng, không thoát được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin hai sợi dây thòng lọng Trung Quốc dành cho Việt Nam, Đảng Cộng sản không thể vẫy vùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de